Bữa nay chúng ta sẽ đi xem thợ vô cái bánh xe nha anh em. Cái bánh xe của mình lúc trước xài loại mâm gáp, hai mảnh gáp với nhau thì tự gã tự vô được. Còn giờ cái mâm nó bị mục rồi, cái mình đổi qua mình xài mâm nghĩa địa, là mâm gã trong máy ra, cụ thể là máy gì mình không biết, có thể là máy cày hoặc là máy xới, tại vì dòng máy đó người ta làm mâm liền á, cho nên là mình vô tay không, mình vô không được. Bữa nay đem ra thợ, nhờ thợ vô bằng máy mới được. Bánh xe này mình xài cho máy xên bùn, để chiên, để xên vuông, hút bùn, vuông tôm nữa nè. Một cái máy xên như xài hai cái bánh xe. Hồi nãy làm xong một cái, giờ là đang làm một cái thứ hai. Bây giờ bạn thợ này đang vô cái ruột, xếp cho nó ngay ngò đúng vị trí rồi bắt đầu mới cho máy chạy đi nha, gáp cái vỏ vô. Hiện nay mình đi gáp bánh xe, quay video lại cho anh em nào chưa coi đó, chưa biết thì mình coi cho biết, mà biết rồi ráng coi ủng hộ mình chứ, còn không thì để cho sau này mấy em nhỏ nó lớn lên tình cờ gặp video mình nó coi cũng được. Và đây là cái máy, toàn cảnh cái máy này. Ở phía dưới có mấy cần để điều khiển xây cái mâm ở trên đó. Làm đâu rồi? Chú làm đâu rồi? Ở trong nhà chủ. Đi xe máy rồi hả? Không, mình xin ở nhà, vô nhà không? Kim Anh có ba mấy tuổi rồi? Dạ? 38. Hả? 10 tuổi hả? Lúc trước ghé đây gửi xe thấy đây có máy hỏi chú làm được không? Ghé là tới. Cái này thua. Cái này vô mình vô mấy cái tiệm xe ô tô chắc ngày hả? Làm được. Hả? Làm lại có buộc luôn. Ừ. Ngay chỗ khách sạn Cẩm Hào á. Phải không? Chứ ở đây đâu biết chỗ nào đâu. Thấy đây có máy vô thế ghé đại. Làm cái xe ô tô có vô gió không được hay kia đó. Ừ. Dễ vô hơn chứ đâu có nhét gì đâu. Người ta lâu ngày nó cứng lắm. Ta phải muốn nhét này nhét dễ đâu. Cái nguồn sống này nó đau lắm. Vì nó cấn vô cái cấn vô cái vỏ đó. Tại vì lúc mình đè xuống nè, đè thành vỏ xuống cái vỏ trên nó cấn. Ừ, cấn vô bằng tay. Mà nó cấn cái tay đau lắm. Cũng nghĩ chở nó chắc chiên hơn mà. Lên chở nó giác bộ, nó chở nó mệt quá. Vì đi vỏ giác bộ nó xa quá. Đi xe máy thì chở không hết. Nào giờ mới thấy luôn, như nào giờ không biết vụ này luôn. Hồi đó xài cái mâm kia, mâm gáp hai miếng hai bên.
gáp nó dạng như bông sắt. Thế mà nó dạng như nó có cái lằn mí ở giữa nó có láng như này. Cái này nó mục nó xé này kia nó cắn cái vỏ. Cắn cái ruột. Bánh xe này gác xong rồi nè bạn, bơm hơi cứng nhắc này. Cái xe này sơn cho đường sét. Cần hơi nè. Đó là thấy luôn. Không, không biết cái vụ này. Lên mạng biết chả. Nó nặng đầy. Dạng như nó làm bánh lớn á, nó có cái đầu rộng. Cái này nó đo theo bao nhiêu ký trên cm vuông phải không? Thì mình lúc đầu mình thấy nắm chừng cỡ đó, lúc đầu mình ghi nhớ cái số ký đó, sau này cứ vậy là cứ mức tới. Bơm tới mức đó là được. Bây giờ bơm xe người ta xài là 2 ký mấy thôi mà cũng bánh này cũng khá ổn rồi, cái đầu không rồi.